sau khi thành quả của đầu bếp chị Tiết nha. Rất là ngon luôn, nếp vừa béo vừa ăn luôn nha cả nhà, chuối chín đỏ luôn, 21 đòn hấp lên, ready and good. Wow, oh my god, ok, ngon nha cả nhà, ở nhà làm là chất lượng luôn. Wow, hết sảy luôn. Rồi bắt đầu ăn thử đó. Ăn thử nửa đòn đó. Ít lá phải không? Nhét phải không? À, cái đầu hơi bị bối rối chút nha. Bình thường phải không? Sau mình hấp ra tí hả? Hả lột? Lột phải không? Lột phải không? Hấp ra chứ. Hấp. Cho chiếc chuối mình phải hấp. Thôi móc vô tôi mình vô tôi bị mở coi đi nha, ai cho coi ngang vậy đâu có dễ đúng không, muốn biết học rồi vô YouTuber người ta coi mới được nha, đâu có dễ được. Má muốn học làm bánh tét, nó cân trọng lượng đồng hoàng 800 gram nữa, phải không, thế mấy trăm 200 gram hả, nó lộn 800 là 4 cái món cho chuối chia đâu không, nếp tiết ngâm trước hay gì, có ngâm không, ngâm xong rồi sên đúng không, sên với đậu đen phải không, nước cốt dừa miếng muối nữa phải không, ngon ngon á. Cân đàng hoàng không, YouTuber ta làm nha. Ồ, để ra giữa hả tí hả? Một chế chuối. Mỏng đậu ngon, nếp nhiều mới ngon nha. Phải chủ yếu ăn nếp nha, mà ăn nọ múc lắp nữa hả? Coi nào nó không đều không ta? Đều hả? Thank you.
rập. Hấp bao lâu tiếp? Tiếng máy hả? Càng đỏ hả? Ồ. Nó bí quyết gia truyền nữa. Cần chính xác 200 gram nữa. Mình đổ xuống. Bành bành nó ra. Bỏ trái chuối vô. Ngon. Lắp nó lại. Very good. Bánh tét chuối nha. Lần đầu tiên thấy gói bánh tét chuối. Nó giòn như hết rồi. Này lên đòn chủ nhật đi máy bay ăn được. Ha, máy bay là hơi bị ngon. Bị ngon á. Sticky. Nó chưa đủ á. Xong rồi đó nha. Ăn đi con, chuối đi món. Để chắc vô. Cho ông lấy đồ quay. Wow. Wow.
à. Đó, xong xuôi. Giờ hấp nha. Hấp xong rồi đầu ăn. Bắt đầu bỏ vô hấp nha cả nhà, tiếng rưỡi. Tiếng rưỡi. Ngon. Bắt đầu đậy nắp nha cả nhà, chờ 1 tiếng rưỡi sau sẽ biết kết quả. Bánh tét chuối. Wow. Ok nè, tặng cho đoàn. Ây da, nóng quá. Ây da, 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 da. Dạ. Đây. Wow. Dạ, đẹp quá. Quá trời ngon luôn, bánh tét hấp. Bánh tét chuối hấp nha. Đó, sau khi thành quả của đầu web chị Tiết nha. Rất là ngon luôn. Nếp vừa béo vừa ăn luôn nha cả nhà. Chuối chín đỏ luôn. 21 đòn hấp lên. Ready and good. Wow. Oh my god. Okay. Còn nghe cả nhà. Ở nhà làm là chất lượng luôn.